All the lecturers that taught me in Kaplan were very helpful and knowledgeable. Whenever I faced difficulty in completing my assignments, projects, or trouble understanding, they would put out a helping hand to make sure that I understand what they taught. So after graduating in Kaplan, I secured a job with a leading bank, working as a bank sales executive, with a salary increment of about 15% compared to my previous job working as an event sales promoter. I'll be getting a degree cert probably in the next few months, and I do believe that Kaplan can support my dream. After completing my diploma with Kaplan, I managed to secure a job with A*STAR and I helped them out with the President Science and Technology Award ceremony. I had to liaise with top scientists and a panel of distinguished judges in Singapore. So it was a pretty cool experience with all this science and technology. Managed to experience it. And later on, I progressed to a leading bank and I joined their corporate communications team. I managed to perform well at these two jobs because of the rich knowledge and skills I learned at Kaplan. We chose Kaplan because one thing was when we came there, we were advised very well. Well, I liked the whole idea of my daughter studying in Kaplan. Diploma programs actually allows me to gain entry to the second year of my bachelor's program. Also, I'm glad that my employer actually recognized my effort, promoting me and give me a salary increment before even I completed my diploma. The lecturers were friendly and approachable, and they ensure that every student understands the content of the topic for the day. I chose Kaplan Diploma because of related to my job, and the diploma has also the business modules like management and law and others that give me a better understanding how a business operates. The lecturers at Kaplan, they go exactly the extra mile to enlighten our students. My colleagues, my fellow students, the synergy we have among ourselves even further enhances our learning curve. I feel great that I could now repay back what I've gained the past few years in my educational journey. That made a lot of change in my life subsequently, and I will strongly recommend Kaplan to any student out there. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý chọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.